Cứ mỗi dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4, các hoạt động để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại diễn ra ở nhiều nơi. Mỗi người yêu nhạc Trịnh đều có những lý do riêng để duy trì tình yêu của mình. Còn với những người Việt xa xứ, họ yêu và hát nhạc Trịnh bởi sự đồng cảm và sự kết nối với quê hương. Năm ở đậu ngàn năm, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Vào ngày 18 tháng 10 năm 1995, trên The New York Times, nhà báo John Lydon đã dẫn lời một nhà thơ của Việt Nam với nội dung: bất kỳ người Việt Nam nào ở bất kỳ đâu trên thế giới này, họ đều có thể ngân nga được vài câu hát nhạc Trịnh. Bằng cách nào đó, nhạc Trịnh đã trở thành người bạn đồng hành với nhiều thế hệ người Việt sống xa quê. Ở năm 20 tuổi khi đang đi học ở Canada, tôi đã bắt đầu đưa nhạc Trịnh vào hát ở các phòng trà. Khi mà tôi đi hát và làm thêm, và âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì nó có một cái tuyệt vời là ru dỗ được những cái tâm hồn đang cô đơn hoặc là đang có một cái tâm sự. Không biết từ lúc nào nó thấm vào và nó trở thành tình yêu nước. Năm 1993, cách đây đúng 30 năm thì tôi đã là một sinh viên đại học đầu tiên dám bỏ tiền ra một cái album cá nhân của mình. Và cái album đấy thì có 5 bài hát của Trịnh Công Sơn. Trong gần 20 năm sống tại Pháp và Canada, anh Thái Hòa đã thu âm 18 album nhạc Trịnh, ra mắt sách về Trịnh Công Sơn và tổ chức nhiều đêm nhạc tri ân. Ở những nơi tôi đi đến từ Úc Châu đến Châu Âu thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn. Âm nhạc Trịnh Công Sơn đã đi vào tâm hồn của nhiều thế hệ Việt Nam, và cái đặc biệt là du học sinh thì thật sự yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Vì nhạc Trịnh rất là đơn giản, nhạc Trịnh có một cái guitar thùng, nhạc Trịnh có một câu chuyện. Dừng núi giang tay nôi lại biên xa. Kể từ năm 2001, hầu như cứ vào dịp cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, những người Việt tại Ba Lan đều tổ chức chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn. Đây là diễn đàn chung cho người yêu nhạc Trịnh ở châu Âu, chứ không chỉ riêng tại Ba Lan. Năm nào cũng thế, cứ bong bỏi đến tháng 4, Thu Hà rất thích một cái bài mà trong những cái cuộc vui nào của sân chơi cộng đồng, đó là bài Nối Vòng Tay Lớn. Đó là liên kết tất cả chúng ta, người Việt trên toàn cầu, là được gắn bó với nhau. Và nụ cười nối trên môi. Diễm xưa hay còn được biết đến phổ biến ở Nhật với cái tên Uchikashi Mukashi là ca khúc mà Hoàng Linh thường lựa chọn trong những buổi giao lưu văn hóa giữa hai nước kể từ khi sang Nhật sinh sống. Năm nay là kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật nên dù bận rộn, anh Linh và vợ vẫn dành mỗi tối để tập luyện thêm các ca khúc nhạc Trịnh chờ dịp biểu diễn. Nhạc Trịnh đã không chỉ là một phần của Việt Nam mà đã đi lan tỏa và ăn sâu đến cả một phần giáo dục và âm nhạc ở Nhật Bản nữa. Cho nên là khi mình hát diễn xưa đó, mọi người cùng hát, cùng hòa vào cái giai điệu đó với mình thì mình cảm thấy một sự đồng cảm rất lớn, một sự gọi là nó vượt qua rào cản ngôn ngữ bình thường khi mà chúng ta có thể giao tiếp với nhau bằng âm nhạc. Nhạc Trịnh sẽ không thành lịch sử mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng những thế hệ người Việt dù ở bất kỳ nơi nào. Đúng như nhà báo John Lydon đã miêu tả, nhạc Trịnh Công Sơn là trái tim của Việt Nam. Tay ta vượt đèo từ quê nghèo đến phố lớn, năm tay nối liền bàn tay ta nắm, nối liền một vòng tươi xinh.